Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cảnh báo hình thức lừa đảo giả mạo Bộ Công Thương phê duyệt dự án thanh toán xử lý đơn hàng online. Sau những vụ cháy chung cư gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, các thiết bị phòng cháy tiếp tục nóng lên trên cả sàn thương mại điện tử và các cơ sở kinh doanh. Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý, kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên, trú tại huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 6 năm 2021, sau khi quen biết gặp gỡ nhiều lần với nhóm Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp, nên Nguyên đã rủ ba người này hợp tác làm ăn. Từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyên đã chuyển hơn 20 tỷ đồng cho ba người này để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc, tiến hành thuê vẽ, lập hồ sơ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu quảng cáo sai sự thật. Đây là những dự án hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên tại xã Eo, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án. Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó Lĩnh, Hùng và Điệp đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng 5 cán bộ ở Phú Quốc về tội nhận hối lộ. Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp, quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Thị Sáng, sinh năm 1983, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 20 tháng 5, ngay sau khi nhận được đơn tố giác của người dân về việc Đoàn Thị Sáng dựng nhiều dây họ cho người dân chơi, sau đó thu tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Lý Nhân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm và bắt giữ được Đoàn Thị Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp. Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận lợi dụng lòng tin của người dân có nhu cầu chơi họ và việc những người chơi trong các dây họ không quen biết nhau, Sáng đã thành lập các dây họ để thu tiền. Đối tượng đã dựng 27 dây họ, lôi kéo hơn 800 người dân chơi, tương đương với hơn 1.300 suất họ để chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang tích cực điều tra mở rộng vụ án. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế môi trường Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai phát hiện một cơ sở giết mổ trái phép trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện cơ sở giết mổ không phép tại tổ 18, khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, do ông Đỗ Văn Tiên làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 110 kg thịt lợn cùng 17 con lợn, khoảng 2.100 kg đang nhốt trong chuồng chờ giết mổ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tiêu hủy đối với 110 kg thịt lợn. Đối với 17 con lợn còn sống nhốt trong chuồng, yêu cầu trung chuyển về cơ sở giết mổ tập trung, buộc các cơ sở tạm ngưng hoạt động giết mổ tại địa điểm nêu trên. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết đơn vị này đã nhận được phản ánh của cơ quan báo chí truyền thông về việc một số đối tượng trên mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt dự án thanh toán xử lý đơn hàng online của công ty trách nhiệm hữu hạn Recess Lazada. Bộ Công Thương khẳng định văn bản trên là giả mạo, Bộ không có văn bản nào về việc phê duyệt dự án thanh toán xử lý đơn hàng online đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Recess Lazada hay với các công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn Recess Lazada cũng đã nhiều lần đăng tải thông tin cảnh báo nội dung tương tự trên website. Theo Bộ Công Thương, việc các đối tượng xấu sử dụng nội dung sai sự thật để củng cố niềm tin, dụ dỗ người dân tham gia các chương trình mạo danh các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn để tuyển cộng tác viên online là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự tương ứng với mức độ vi phạm.
Do đó, Cục Thương mại Điện tử thông báo để người dân doanh nghiệp biết và thận trọng, tránh bị lừa đảo. Tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác. Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu du lịch tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách đến Bà Rịa, Vũng Tàu trong tháng 5 đạt gần 1,3 triệu lượt, tăng 15,78% so với tháng cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch trong tháng 5 của năm 2024 ước đạt gần 7.050 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Theo số liệu từ Sở Du lịch Bà Rịa tỉnh, thì tổng lượng khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển và nghỉ dưỡng tại địa phương trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt khoảng gần 6.600 lượt khách, tăng 14,04% so với cùng kỳ. Về doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm, Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu sẽ đạt khoảng hơn 8.660 tỷ đồng, tăng 16,63% so với cùng kỳ. Giá ga bán lẻ trong nước tháng 6 tiếp tục giảm kể từ ngày 1 tháng 6. Như vậy thì giá ga bán lẻ trong nước giảm tháng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Theo đó, các hãng ga sẽ giảm giá với loại bình ga 12 kg với mức giảm tương ứng là khoảng 3.500 đồng một bình. Cụ thể, giá bình ga Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 6 tại thị trường Hà Nội là 445.400 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.781.500 đồng một bình công nghiệp 48 kg, lần lượt giảm 3.400 đồng một bình 12 kg và 13.700 đồng một bình 48 kg đã bao gồm VAT. Theo đại diện Tổng công ty ga Petrolimex, nguyên nhân giảm giá lần này là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 6 ở mức 572,5 đô la Mỹ một tấn, giảm 10 đô la Mỹ một tấn so với tháng 5, nên Tổng công ty ga Petrolimex thực hiện điều chỉnh theo hướng giảm tương ứng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga trong nước đã có 3 lần tăng và 3 lần giảm giá. Sau vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong trên phố Trung Kính, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã thành lập 40 tổ công tác và tổng kiểm tra các cơ sở cho thuê trọ, phát hiện 2.822 cơ sở không đảm bảo lối thoát nạn an toàn, 3.172 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Kết quả tổng kiểm tra phòng cháy trên địa bàn đã chỉ rõ tổng số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ được rà soát là 3.328, tăng 213 cơ sở so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ có 153 cơ sở có đăng ký kinh doanh thuê trọ. Đáng chú ý, có hơn 3.100 cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Đặc biệt về loại hình chung cư mini, tính đến hết tháng 4 năm 2024, quận Cầu Giấy mới chỉ ghi nhận 29 trên 36 chung cư mini đã khắc phục một phần công tác phòng cháy. Thời gian tới, quận Cầu Giấy sẽ thực hiện điều tra cơ bản các nhà trọ, không để bỏ lọt, bỏ sót cơ sở nào, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng cháy và sẽ đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy. Yêu cầu chủ cơ sở, chủ đầu tư và người dân phải bố trí đủ diện tích đỗ xe máy, xe điện tối thiểu là 6m² cho mỗi phòng và căn hộ. Nếu không đảm bảo diện tích thì phải có phương án gửi xe bên ngoài nhà trọ. Và thưa quý vị, sau những vụ cháy chung cư gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều người dân, đặc biệt là hộ gia đình sống tại các chung cư mini, khu tập thể đã ngay lập tức tìm mua các trang thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy nhằm chủ động ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra. Và đây là nguyên nhân khiến cho thị trường này nóng hơn bao giờ hết. Tại cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, trong một tuần qua, nhiều thiết bị phòng cháy được quan tâm tìm kiếm. Anh Đỗ Duy Hưng đang muốn lắp đặt cho căn hộ một bộ thiết bị phòng cháy đủ công năng. Tại vì hiện tại thì cũng có nhiều cái đám cháy xảy ra ấy, thì mình với cả gia đình thì cũng muốn là trang bị những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy để có thể kịp thời cảnh báo ấy, để thì mình cũng có thể là thấy an toàn hơn trong cái cuộc sống hiện tại. Thang dây, bình chữa cháy, thiết bị phòng cháy, báo cháy không dây là những sản phẩm mà người dân tìm kiếm. Đặc biệt là thiết bị báo cháy sớm là hệ thống báo cháy không dây với chức năng báo cháy địa chỉ, tự động gọi điện thoại cho 20 số cùng một lúc đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ kiểm định chất lượng.
Giá thành cho một bộ thiết bị báo cháy dao động từ 700.000 đồng đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào diện tích nhà, số lượng phòng của từng hộ gia đình. Nhu cầu mua sắm thì là có tăng. Ở những cái công trình mà như là chung cư to thì trước đây họ đã có rồi. Nhưng mà ở cái thời hiện tại thì các cái nhà vừa ở vừa kinh doanh, các cái nhà trọ thì họ sẽ quan tâm đến các thiết bị gọi là báo cháy cục bộ, thiết bị báo cháy không dây, vì họ đã nhà họ đã đang đi vào hoạt động rồi mà họ không muốn đục phá thì họ sẽ quan tâm những cái thiết bị mà đơn giản mà không phải lắp đặt nhiều. Cách dễ nhất để người dân chúng ta phân biệt giữa hàng chất lượng kém và hàng chất lượng tốt đấy là trên sản phẩm cần phải có tem kiểm định của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cấp, có mã QR và có thể tra cứu được bằng điện thoại di động của bất kỳ ai. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thậm chí được tìm kiếm cả ở trên thị trường online. Các sàn thương mại điện tử chuyên bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động cũng cho biết kể từ sau khi có tin vụ cháy chung cư, khách hàng đặt tăng gấp 3 đến 4 lần so với trước đó. Tuy nhiên, người dân cũng nên cân nhắc chọn mua các mặt hàng có nguồn gốc tại cơ sở uy tín, có dán tem kiểm định, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng dẫn đến tiền mất tật mang. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố Hồ Chí Minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương Nam. Thưa quý vị, siêu dự án tứ giác nằm trên đất vàng khu tứ giác Bến Thành, tọa lạc trên mặt tiền đường của Phạm Ngũ Lão, Camet, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính hoang tàn sau thập kỷ khởi công tại thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn Glory là chủ đầu tư dự án khu tứ giác Bến Thành. Khi mới triển khai, dự án có tên The Spirit of Sài Gòn với vốn đầu tư ban đầu được Bitexco dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, mới xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013 rồi ngưng thi công một thời gian dài. Đến năm 2020, The Spirit of Sài Gòn được khởi công lại và xây các tầng. Giai đoạn 2021 đến tháng 11 năm 2022, dự án lần lượt qua tay các nhà phát triển là Mastery Home và Vivaland, đổi tên thành One Central Hồ Chí Minh và Pearl. Theo quan sát, từ đầu năm 2022 đến nay, dự án này dường như đang trong trạng thái ngừng xây dựng, trên công trường không một bóng công nhân. Toàn bộ biển hiệu có liên quan đến Mastery Home được tháo gỡ khỏi tường rào dự án này. Theo thiết kế ban đầu, dự án cao 224m, gồm hai tòa tháp cao lần lượt 55 và 48 tầng, được kết nối bằng khối đế. Dự kiến khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp ra thị trường hơn 31.800m2 sàn bán lẻ, 17.300m2 sàn văn phòng cho thuê, khoảng 250 phòng khách sạn và 350 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 90m2 đến 275m2. Mới đây, việc dừng đột ngột sự kiện Festival Biển đảo Việt Nam tại thành phố Vũng Tàu đã khiến cho nhiều du khách tiếc nuối. Theo đó, thì Quỹ Công tác Xã hội Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Trọng Bình nhận thấy không thể đảm bảo về điều kiện, nội dung, quy mô, chất lượng của sự kiện theo cam kết nên đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dừng toàn bộ hoạt động trong chuỗi sự kiện. Trước đó, tại buổi họp báo vào ngày 10 tháng 5, Ban tổ chức Festival Biển đảo Việt Nam công bố sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 5. Mục đích sự kiện là để giữ gìn các giá trị di sản văn hóa miền biển, kích cầu du lịch, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược, tiềm năng của biển đảo Việt Nam. Ngày 23 tháng 5, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình và chỉ ra các thiếu sót chưa đảm bảo trong công tác tổ chức. Qua các nội dung mà đoàn công tác yêu cầu khắc phục, Quỹ Phan Trọng Bình nhận thấy không thể đảm bảo điều kiện, nội dung, quy mô, chất lượng của sự kiện theo cam kết, nên gửi văn bản đề nghị dừng tổ chức một số hoạt động thuộc festival. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Quỹ Phan Trọng Bình phải gửi thông cáo báo chí đến các cơ quan thông tấn, báo chí về việc dừng tổ chức Festival Biển đảo Việt Nam để du khách và người dân biết. Nhanh chóng thu hồi tất cả các vật dụng, bàn giao lại mặt bằng cho thành phố Vũng Tàu. Đồng thời, quỹ này chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện, bao gồm cả chi phí bồi thường hợp đồng cho các bên liên quan theo thỏa thuận. Trước đó, tính đến chiều 24 tháng 5, quỹ Phan Trọng Bình chỉ tổ chức được một hoạt động là đồng diễn yoga. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình còn có chuỗi các sự kiện như ẩm thực, thể thao, đồng diễn, tuyên truyền lưu động, diễu hành, ca múa nhạc, văn hóa nghệ thuật.
Tối ngày 31 tháng 5, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 chính thức được khai mạc. Lễ hội năm nay khởi động bằng chương trình nghệ thuật Chuyến tàu huyền thoại. Vở đài nhạc kịch này tái hiện những chuyến tàu lịch sử gắn với những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Tham dự lễ khai mạc lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và cơ quan ngoại giao. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 diễn ra trên nhiều địa điểm của thành phố nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của những dòng sông di sản, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu thành phố. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, lịch sử hình thành của Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 300 năm qua có dấu ấn đậm nét của những dòng sông. Thế hệ cha anh đã theo sông mà đến, dựng làng mở ấp, xây lũy kiến thành, lập phủ, tạo nên Gia Định, mở ra Nhà Bè, Thủ Đức, Thanh Đa. Những làng mạc, phố chợ, bến cảng sầm uất không ngừng hình thành dọc theo triền sông, dòng kênh để có một thành phố phương Nam sống động, phồn vinh, tấp nập giao thương. Không chỉ kiến tạo nên dáng hình phố thị, hệ thống sông và kênh rạch của Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi giữ những mạch nguồn văn hóa, tình cảm gia đình, làng xóm quê hương, là bóng cha dáng mẹ tiếng em thơ, là mạch nguồn để lớp lớp người con anh dũng đi theo tiếng gọi non sông, là chứng nhân của chuyến tàu huyền thoại đã đi vào trái tim mỗi con người Việt Nam. Chương trình là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân kỷ niệm 113 năm ngày người ra đi tìm đường cứu nước, là sự tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ cha ông từ những ngày đầu khẩn hoan kiến thiết đấu tranh cho nền độc lập tự do thống nhất của dân tộc và dấn thân vì hạnh phúc của nhân dân. Chương trình cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần trung kiên, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh anh hùng, giàu nội lực, bản lĩnh, sẵn sàng khẳng định vị thế trong thời đại mới. Dòng sông kể chuyện mùa thứ hai, chuyến tàu huyền thoại là vở nhạc kịch kết hợp tính lịch sử, điện ảnh, giải trí để truyền tải những thông điệp ý nghĩa từ câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, để cảm thấy trào dân cảm giác tự hào về hành trình lịch sử của dân tộc. Theo tổng đạo diễn Lê Hải Yến, dòng sông kể chuyện mùa thứ hai, chuyến tàu huyền thoại tiếp tục nối tiếp hơi hướng của mùa một, kể những câu chuyện diễn ra trên sông Sài Gòn qua các chương là Hạ Thủy, Cập Bến, Ra Khơi, Dậy Sóng, Vươn Xa. Sâu diễn có những điểm cao trào hào hứng với những đại cảnh, những điểm nhấn chiều sâu cảm xúc, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật, khai thác từ những câu chuyện lịch sử và giai thoại về những nhân vật lịch sử trong các bối cảnh lịch sử trọng đại, gắn với những chuyến tàu đặc biệt. Chương trình đưa khán giả qua nhiều cảm xúc, từ niềm tự hào quật cường của thế hệ đi trước đến sự năng động sáng tạo của thế hệ hôm nay. Ngoài cái quy mô về cái chương trình, chúng tôi tăng hơn về cái quy mô, thì những điểm đặc biệt đó chính là cái việc mà hưởng ứng của các cái quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, trình diễn mà hoạt động về các hoạt động thể thao cũng được biểu diễn tại Bến Bạch Đằng. Ở quận 4 thì là chương trình nghệ thuật chính, và ở quận 7, quận 8 thì cũng có những cái chương trình thể thao, hoạt động thể thao dưới nước, cũng như là cái tái hiện những cái chợ nổi, giúp cho người dân thành phố hưởng ứng, có thời gian hưởng ứng được nhiều hơn đối với lễ hội sông nước lần này. Thông qua những cái sự kiện về du lịch, sự kiện về văn hóa, chúng ta cũng truyền tải được những cái giá trị văn hóa lịch sử, giá trị của dòng sông Sài Gòn, của Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những cái điểm nhấn của ngành du lịch thành phố. Hạnh mong rằng là Hạnh có thể góp một phần chút ít cái sức nhỏ để có thể lan tỏa và thu hút thêm thật nhiều những người dân Việt Nam cũng như là những du khách đến để trải nghiệm. Tại vì đây thực sự là một lễ hội và cũng là một chuỗi các cái hoạt động diễn ra vô cùng là thú vị, thể hiện những cái bản sắc dân tộc của Việt Nam. Và thực sự là có những cái hoạt động là Hạnh cũng vô cùng là trông chờ trong đấy nữa, và Hạnh mong là sắp tới Hạnh có thể tham gia và đồng hành cùng tất cả mọi người. Ở lễ hội thứ hai, người dân và du khách có thể trải nghiệm các chương trình du lịch đường thủy, các chương trình kích cầu du lịch và kích cầu mua sắm hấp dẫn, hòa mình vào không khí sôi nổi của giải vô địch bơi vượt sông, giải vô địch ván chèo đứng và các hoạt động thể thao dưới nước tại bến Bạch Đằng quận 1, bến Ngôi Sao Việt quận 7, trải nghiệm tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông quận 8, không gian tái hiện chợ nổi miền Tây tại bến Nội Đô Nhiêu Lộc Thị Nghè, lễ hội trái cây Nam Bộ tại khu du lịch Suối Tiên cùng các hoạt động diễu hành trên sông, hội thi ẩm thực, trang trí ánh sáng nghệ thuật, không gian văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian.
đón ghe sôi động hãng hàng không Vietjet tưng bừng khai trương đường bay thẳng từ Hà Nội với Hiroshima, đường bay thứ 8 của Vietjet giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản và là đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima. Đường bay đến Hiroshima của Vietjet có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sân bay Hiroshima khi là đường bay quốc tế đầu tiên được mở mới kể từ sau đại dịch. Với hai chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật, người dân và du khách sẽ di chuyển dễ dàng tới Hiroshima với thời gian bay mỗi chặng khoảng hơn 4 giờ. Hiroshima nằm ở phía tây nam Nhật Bản, nơi có tới hai di sản thế giới được UNESCO công nhận là công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima và đền Itsukushima bí ẩn với cổng Torii trên biển Seto cùng với nhiều địa danh nổi tiếng. Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức là nơi tập kết và sửa chữa, bảo dưỡng và điều hành tuyến metro số 1 đã hoàn thành cơ bản, chờ vận hành thương mại. Khu depot của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức có diện tích hơn 20 hecta, được xây dựng năm 2012. Sang giai đoạn 2 mở rộng lên 27 hecta, tuyến metro số 1 có 17 đoàn tàu tập kết tại depot Long Bình. Tuyến metro này dài gần 20 km, đi từ ga Bến Thành quận 1 đến depot Long Bình, thành phố Thủ Đức, với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Khu vực bãi đổ tàu với 30 đường đổ, mỗi đoàn tàu gồm 3 toa xe với chiều dài đoàn xe là 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó có 147 chỗ ngồi. Khu nhà xưởng chính xe bằng sắt thép rộng khoảng 4.000 m2 là nơi bảo trì sửa chữa các đoàn tàu. Bãi đổ có lắp đặt mái che cao khoảng 5 m để tàu không bị thời tiết làm hư hỏng trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng. Đến thời điểm hiện tại, depot Long Bình với các tòa nhà vận hành xưởng chính, bãi đổ, trạm vệ sinh, đường ray, hệ thống điện tín hiệu đã hoàn thiện cơ bản. Tuyến metro số 1 sẽ phục vụ người dân và du khách di chuyển thuận tiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm hiện nay, các địa phương ở Đông Nam Bộ siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các chợ truyền thống. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Với mật độ dân số cao bậc nhất cả nước, Đông Nam Bộ có nhu cầu tiêu thụ thực phẩm rất cao, nên việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra gần đây ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận càng khiến các địa phương trong khu vực siết chặt nhiều giải pháp kiểm soát trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Trong đó, riêng thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 13 triệu người, tính cả khách vãng lai. Do vậy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề cấp thiết. Tại ba chợ đầu mối trên địa bàn, lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố bình quân 7.600 tấn một ngày. Trong những tháng vừa qua, nắng nóng diễn ra kéo dài và phức tạp, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm càng được siết chặt hơn. Các chợ đầu mối phối hợp lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn tuyên truyền để nâng cao ý thức của tiểu thương. Chính là tình hình của thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta luôn luôn có cái sự khác biệt so với các tỉnh thành khác ở trong cả nước. Nguồn thực phẩm của chúng ta không chủ động được, mà chủ yếu là nhập từ các tỉnh thành khác. Cho nên là cái công tác chuẩn bị nó phải có một cái sự gắn kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, đặc biệt là đối với cái hàng nông sản thực phẩm tươi sống. Nhưng mà đồng thời là chúng ta cũng là một cái trung tâm phân phối và là một cái nơi quá cảnh để cho các sản phẩm thực phẩm được kiểm nghiệm, được kiểm tra chất lượng trước khi xuất khẩu đi các nước. Thì nhờ vào đó nó cũng giúp cho những cái hoạt động về sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm trên thành phố hết sức là sôi động. Và chính vì cái sự sôi động này, với cái số lượng rất lớn các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất, phân phối thực phẩm và cũng như kể cả rất nhiều mô hình từ thức ăn đường phố cho tới hàng quán, thì như vậy là nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái lực lượng. Cũng theo Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm ngày càng gặp nhiều khó khăn, thử thách ở các địa phương nói chung hay thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cũng chưa hoàn toàn miễn nhiễm khỏi những đợt ngộ độc thực phẩm tập thể. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm luôn cấp thiết, nếu không thực phẩm cung cấp cho người dân sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là công tác thường xuyên liên tục suốt năm, từ đợt này sang đợt khác với nhiều mũi nhọn, phối hợp đồng bộ chặt chẽ với các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trong quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đầu năm thì Cục Quản lý Thị trường đã ban hành quyết định kiểm tra định kỳ với 104 tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm. Trong đó cũng có giám sát chặt chẽ chuyện vận chuyển và buôn lậu qua biên giới đối với các động vật, thực phẩm chế biến từ động vật để làm sao để giám sát và kiểm soát được tình hình dịch bệnh cũng như là tăng cường
bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Cục Lý thị trường đã chỉ đạo các đội là triển khai phối hợp có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc và tích cực cái quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý. Bên cạnh đó, các ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm soát từ nguồn đối với các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ và an toàn thực phẩm, như tập trung kiểm tra chặt chẽ mặt hàng rượu sản xuất thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ, tăng cường kiểm tra giám sát thực phẩm tại các chợ truyền thống, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường, phối hợp với các sở ngành có liên quan kiểm tra việc kinh doanh quảng cáo thực phẩm qua môi trường mạng.